Ban tổ chức tang lễ từ chối tiết lộ lý do mẹ Đức Tiến không thể sang Mỹ nhìn con trai lần cuối. Ban tổ chức tang lễ từ chối đề cập tới việc quyên góp cho vợ con Đức Tiến và lý do vì sao mẹ anh không thể sang Mỹ dự đám tang con trai. Mới đây, tại một livestream, vợ cũ bằng kiều là ca sĩ Chi Di Phương Trình đã chia sẻ về việc chuẩn bị tang lễ cho diễn viên Đức Tiến. Đến ngày hôm nay, mọi thứ cho tang lễ đã hoàn tất hết, được chuẩn bị một cách chỉn chu. Mọi người sẽ thấy được tình cảm của bạn bè đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ cũng như khán giả dành cho Đức Tiến qua tang lễ diễn ra tới đây. Chương trình thăm viếng sẽ diễn ra vào ngày mai 29 tháng 5 và bắt đầu từ 11 giờ sáng, mọi người có thể tới thăm viếng. Sau đó là chương trình đọc kinh từ 3 giờ tới 4 giờ chiều. Từ 6 rưỡi chiều là chương trình ca nhạc tưởng nhớ Đức Tiến. Có một số ca sĩ đã đăng ký lên hát trong đêm tưởng niệm là chị Ý Lan, chị Hương Lan, Nguyễn Hồng Nhung lâm nhật tiến hương thủy ngọc huyền cam thơ hàn thái tú ở đa lát cũng bay tới để hát đó là những anh chị em nghệ sĩ đã đăng ký với tôi từ giờ tới mai chắc sẽ có thêm một số nghệ sĩ nữa sau đó đức tiến sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào hôm sau tại nghĩa trang ở quận cam mc khánh hoàng cũng thay mặt ban tổ chức tang lễ lên tiếng về một số vấn đề chúng tôi chỉ cung cấp thông tin về tang lễ của đức tiến chúng tôi không đề cập đến ba vấn đề sau mong mọi người không bình luận không hỏi han nhắc tới thông cảm cho chúng tôi thứ nhất chúng tôi không đề cập tới nguyên nhân đức tiến đột tử thứ hai chúng tôi không đề cập tới việc quyên góp tiền cho vợ con đức tiến là bình phương và bé mèo thứ ba chúng tôi không đề cập tới việc vì sao mẹ đức tiến lại không kịp qua mỹ để tham dự đám tang con trai một danh hài lên tiếng việc mẹ đức tiến không được con dâu bảo lãnh sang mỹ dự đám tang con trai trường hợp khẩn cấp thì được giải quyết khá nhanh nhất là những người lớn tuổi lại càng dễ được đi không như người trẻ thúy nga chia sẻ thời gian qua dân mạng xôn xao chuyện mẹ đức tiến không thể qua mỹ dự đám tang con trai danh hải thúy nga một đồng nghiệp với đức tiến ở mỹ lên tiếng tôi rất bận việc mỗi ngày có đề tài nóng thì tôi chia sẻ với mọi người thôi chứ không có ý gì trên mạng bây giờ đang xôn xao chuyện vợ đức tiến là bình phương không bảo lãnh cho mẹ đức tiến sang mỹ dự đám tang con trai thực ra nhà có tang thì ai cũng bối rối bình phương lại càng bối rối hơn đồng nghiệp anh chị em nghệ sĩ chúng tôi nghe tin đức tiến qua đời còn sốc huống hồ là bình phương còn phải sốc gấp nhiều lần Người vợ mà nghe tin đó đương nhiên phải buồn tới mức hơi trầm cảm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên tới giờ cũng không thể kịp để mẹ Đức Tiến qua Mỹ dự đám tang nữa rồi. Sau đám tang, mẹ Đức Tiến có thể qua được để dự lễ 49 ngày, 100 ngày mà không cần bình phương bảo lãnh. Trong lúc ai cũng bối rối thì bản thân mình có thể tự làm giấy tờ qua Mỹ mà không cần phải nhờ người khác bảo lãnh. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này để sau này ai rơi vào trường hợp như mẹ Đức Tiến thì có thể qua Mỹ được mọi người có thể thuê một người làm hồ sơ khẩn để ra đại sứ quán phỏng vấn gấp xin visa qua mỹ dự đám tang người thân ngay bây giờ cứ ngồi chờ người này người kia thì trễ mất tang lễ rồi nếu ngay từ ngày đầu tiên mẹ đức tiến tự đi xin liền bộ hồ sơ qua mỹ thăm con thì cũng được đi liền chứ không cần ai bảo lãnh hay thư mời giờ đã ở mỹ rồi trường hợp khẩn cấp thì được giải quyết khá nhanh nhất là những người lớn tuổi lại càng dễ được đi không như người trẻ Tôi có nhiều người thân, bạn bè lớn tuổi chỉ cần mua hồ sơ làm phỏng vấn rồi khi tới đại sứ quán nói lý do muốn qua Mỹ du lịch, tham quan là 10 người đậu cả 10. Tôi thấy trên mạng nhiều người thắc mắc sao không ai lo giấy tờ cho mẹ Đức Tiến qua Mỹ. Đó là chuyện của gia đình họ, tôi không biết. Tôi chỉ muốn nói, ai cũng có thể tự làm giấy tờ để xin đi Mỹ được. Tôi chia sẻ để mọi người có thêm kinh nghiệm. Tôi nghe câu chuyện mẹ Đức Tiến xong thấy rất thương vì mẹ nào cũng chỉ có một con thôi tình trạng như vậy rất tội cho bà còn bình phương lại đang đau buồn bối rối không biết làm gì